Sau khi đã có tài khoản Cookidoo, để sử dụng Cookidoo một cách tối ưu nhất, bạn có thể tạo một profile riêng cho cá nhân để có thể lựa chọn công thức phù hợp nhất với nhu cầu, khẩu vị của bạn và gia đình. Đầu tiên, sau khi đăng nhập vào tài khoản Cookidoo, bạn lựa chọn View Profile ở phía trên bên phải màn hình. Tại đây, bạn có thể thiết lập được cooking style, phong cách nấu ăn của bạn. Có tất cả 4 phong cách để bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Veggie Lover, dành cho những người ăn chay. Easy and Everyday, nấu ăn theo phong cách đơn giản hàng ngày. Creative and Adventure, nếu bạn thích các món ăn sáng tạo. Hoặc Traditional Cooking, các món ăn truyền thống. Cookidoo thì hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng, nên sẽ có các đề xuất công thức nấu ăn phù hợp với phong cách của bạn.